mà Trang đến đây thì đầu tiên là Trang là một trong những người rất thích cách diễn xuất của Minh Hằng và Ngân Khánh trong Gói Giấc Mơ Về. Nói chung là mình xem Gói Giấc Mơ Về là nhiều năm lắm rồi, và mình rất thích lối diễn xuất của hai bạn đó, nên bất kỳ phim nào của hai bạn đó đi thì là mình cũng có mặt, và hôm nay không phải ngoại lệ. Ngân Khánh thì có một cái lối diễn xuất rất là tự nhiên, và những cái đoạn cảm xúc của bạn ấy vào vai rất là ngọt, và mình thích cái lối diễn xuất của Ngân Khánh. Đó là lý do tại sao mà khi Quý Cô Thừa Kế ra mắt, mình phải phi châu đến đây để mình phải là người đầu tiên được xem bộ phim này. Bởi vì cũng đã rất lâu rồi Ngân Khánh mới trở lại với điện ảnh, thì mình mong muốn và mong chờ một cái bộ phim với lối diễn xuất có thể là có những cái màu sắc khác lạ. Nhưng mà khi xem trailer thì đúng là khác lạ, bởi vì có những đoạn, những cái trường đoạn mà mình nhìn thấy là những sự nổi loạn của một cô gái, đó là những cái là cái hình ảnh nhân vật khác với những nhân vật khác mà Khánh đã từng đóng. Nên mình mong muốn rằng là sau khi mình xem bộ phim này sẽ có những cái review chuẩn nhất, công bằng nhất, công tâm nhất với bộ phim. Và mình mong rằng là fan của Ngân Khánh cũng giống như mình sẽ rủ bạn bè đến rạp để xem Quý Cô Thừa Kế. Và mình thấy rằng là một cô gái đẹp mà có lối diễn xuất như Ngân Khánh thì chắc chắn bộ phim này sẽ là bộ phim đáng để chúng ta lưu tâm vào ngày 20 tháng 10. Đối với một cái người mà mình đang nhìn góc nhìn của một khán giả, thì Quý Cô Thừa Kế sẽ là một bộ phim sẽ thắng. Bởi vì đầu tiên là dàn diễn viên của họ rất là đẹp, đầu tiên là phải đẹp đã, nhưng mà về cái diễn xuất thì ngay cả Song Luân và Ngân Khánh đều là những gương mặt có lối diễn xuất mà mình rất thích, nó tự nhiên. Song Luân thì mình đã xem một vài phim bạn ấy đóng, cũng xem rất nhiều chương trình bạn ấy tham gia, thì mình thấy rằng là bạn đấy có thể hình đẹp, có gương mặt đẹp, nên mình nghĩ rằng Quý Cô Thừa Kế sẽ là một bộ phim thắng trong cái mùa 20 tháng 10 đến tháng 12 này. Nó là mùa của tình yêu, mùa của những cái đôi uyên ương hẹn hò, và mình thấy rằng là mình cảm thấy rất thích những cái bộ phim nào đầu tiên cái dàn diễn viên phải đẹp, đẹp ngay cả cái cách ứng xử trong cuộc sống, thì Ngân Khánh lại là một người mà mình đánh giá rất cao về cái khả năng giao lưu với khán giả cũng như hành xử trong cái những cái việc trong showbiz. Nếu mà cho mình một cái con số gì đó thì chị nghĩ là phim này là sẽ đạt được bao nhiêu điểm? Mình thì học toán hơi dốt, nhưng mình nghĩ rằng là phụ nữ 100 người sẽ khoảng 60 người đến bộ xem rạp, nên đến rạp xem bộ phim này. Bởi vì chúng ta hãy nên xem những cô gái đẹp sắc sảo yêu kiểu gì, đẹp sắc sảo sẽ xử lý tình huống như thế nào, để đưa ra những cái kinh nghiệm sống riêng cho riêng mình, học họ những điểm xử lý tình huống là nhân vật mà Ngân Khánh đang đảm nhận. Ông xã của mình xưa nay thì chuẩn bị như phút ban đầu yêu nhau là cứ gửi kim tiền thì là được rồi. Mình là thích kim tiền, nên là mình chúc cho tất cả chị em phụ nữ ngày nào cũng như ngày đó, ngày đó cũng như ngày 20 tháng 10 luôn đẹp, tự tin và cầm trịch trong gia đình, cầm trịch về mọi phương diện, cầm trịch nha các chị em, mạnh mẽ lên.